Những người biểu tình đã ném trứng và chai nước vào Thủ tướng Nam Triều Tiên Hwang Kyo-an hôm 15 tháng 7 khi ông cố xoa dịu những mối quan ngại của người dân sống ở gần khu vực nơi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ THAAD sẽ được triển khai. Sau khi thăm căn cứ không quân Seongju, ông Hwang đã phát biểu tại tòa thị chính của hạt Seongju và cố gắng trấn an người dân rằng chính phủ quan tâm về sự an toàn của họ. Thủ tướng Hwang nói, chúng tôi sẽ tiến hành việc kiểm tra cần thiết về sự an toàn của cư dân địa phương, kể cả an toàn của các sản phẩm nông nghiệp, để đảm bảo sự an toàn của những vấn đề này. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ để mọi người không phải lo lắng về các vấn đề đó. Những người biểu tình đã đáp lại lời phát biểu của Thủ tướng bằng cách hô nhiều lần những lời nhạo báng tức giận. Đội bảo vệ an ninh của ông đã giơ cặp và ô che cho ông khỏi các vật do đám đông giận dữ ném tới. Sau đó, ông buộc phải trú ẩn bên trong tòa thị chính. Quyết định của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên trong tuần này về việc triển khai THAAD ở hạt Seongju ở miền Đông Nam đã làm dấy lên lo ngại rằng THAAD có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của người dân sống ở gần đó, đặc biệt là từ việc tiếp xúc với bức xạ do sóng của hệ thống radar phát ra rất mạnh. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye trong tuần này nói các mối đe dọa hiện hữu do Bắc Triều Tiên ngày càng tăng năng lực về hạt nhân và phi đạn đạn đạo đã khiến chính phủ của bà phải nhanh chóng tăng cường phòng thủ tên lửa. Nhiều cư dân Seongju tức giận vì quyết định triển khai THAAD đã được đưa ra mà không lấy ý kiến của họ hoặc có những đánh giá độc lập về sức khỏe, môi trường và kinh tế.